cái vườn của mình là đến thời điểm này thì mình giờ mình không nói nữa, mình những rồi, thứ mình nói rồi không nói nữa, nhưng mình nói cái mùa sau để cho anh rút kinh nghiệm nha. Có nghĩa là khi mắc cua của anh á, anh xác định anh giữ cái mắc cua đó, có nghĩa là cái cử bông đó, đúng rồi, thì nó 1 cm đến 2 cm, đúng, thế sao đúng. Thì bắt đầu trong cái giai đoạn mà trước đấy á, là anh xiết nước tất cả mọi thứ. Khi chúng ta ló mắt cua, sáng mắt cua rồi thì anh tất nhiên là trong quá trình mắt cua ra thì anh phải sáng bông, sáng đồ rồi các kiểu rồi, anh cũng nắm rồi đó, đúng rồi, nắm được quy trình đó rồi. Đúng rồi. Nhưng mắt cua của anh khi nó dài 1 đến 2 cm bắt đầu là anh sẽ nhấp nước kiểu dài nha. Cái là lúc đấy là anh đang xiết nước cực kỳ mạnh. Đúng. Anh nhấp nước thí dụ như bình thường á là anh sẽ tưới ẩm lên. À anh tưới vậy nè. Anh đang bình thường là lúc này là không có nước gì hết. Xong rồi anh đầu anh tưới 5 phút ví dụ thôi. Rồi. 5 phút, ngày hôm rồi. Sau anh tưới 10 phút. Ngày hôm sau nữa anh tưới 15 phút. Rồi xong rồi 25 phút, rồi 30 phút, nói chung là mình canh theo cái bét của mình nó ra cái lưu lượng của nước của mình thì 120 lít đến 160 lít nước cho cái cây chúng ta trái tưới tràn đầy luôn. Rồi. Ngày nào cũng vậy. Ừ. Là thứ nhất là mình kéo cái mắc cua ra. Thứ hai là mình phải kéo được cái ong đọt này ra. Đúng rồi. Bắt buộc thì kéo ong đọt này là mình đi phục hồi, mình đi phân, đi dinh dưỡng, đi kích thích humic thu rễ rễ rồi đó. Đấy. Ở trên mình kéo đọt. Ở trong mình kéo bông. Đó rồi, đúng kéo đấy. Bông và dưỡng bông thì lúc này á thì anh sẽ làm được cái vấn đề là anh kéo được cái cơ đọt. Đúng. Và em sẽ giải thích cho anh luôn nha. Khi cái bông của anh bắt đầu nhú ra như vậy, 2 cm, 1 cm đến lúc nó sổ nhị là đúng 45 đến 50 ngày, đúng không? Đúng rồi. Rồi, thì khi cái lá của anh á mà khi anh phóng được cái lá này á, ví dụ như lúc mắc cua ra, anh phóng được cái lá này để nó hình thành ra một cái cơ đọt của anh khoảng là cho thôi một khoảng 10 lá, 12 lá đi. Được. Thì lúc đấy cũng 45 ngày. Chính xác. Thì lúc này bông chứ nữa, lúc này bông ra đến gần sổ nhị, lá chúng ta có đủ một cơ đọt. Đó là anh hoàn thành được một cơ đọt, là cái đó là chuẩn nha. Đúng rồi. Rồi sau này chặn không cho rễ em ra đường. Đấy. Đấy thì anh lưu ý là cái đọt nó đi, anh thắng được cái cơ đọt mà lúc nào anh thắng được, anh kéo được cái cơ đọt, chỉ có một cơ đọt quyết định khi mắc cua ra 1 đến 2 cm là quyết định kéo. Đấy. Kéo cực kỳ mạnh. Thí dụ như trường hợp anh đi kéo nửa chừng mà nó chưa ra, nó tới gần sổ nhị rồi thì nó mới có được 2-3 cái lá như thế này. Tất nhiên là trong cái quá trình mình kéo thì thời tiết về dinh dưỡng về tất cả mọi thứ, tự nhiên cái cây mình kéo muốn ra thời điểm nghe cùng giữa mắt cua nó không có ra. Được. Nhưng mà 15 ngày sau nó mới ra thì bắt buộc cho nó ra luôn, nhưng gần sổ nhị già lá với chặn đọt ngay lập tức luôn. Gần sổ nhị thì mình sẽ cho già lá với chặn đọt liền, lúc này lá già đọt đứng phải làm ngay lúc đấy. Được. Thì lúc này là cơ đọt của anh bắt đầu nó đứng, lá anh nó già thì anh không có một cơ thì anh cũng có được nửa cơ. Thì trường hợp đó là trường hợp mà có thể rất là nhiều vườn sẽ xảy ra. Được. Chứ không phải không ai là lúc mà sổ nhị 1-2 cm, à lộn, lúc mà mắc cua ra 1 cm anh kéo nó ra liền luôn nó ngon đâu nha. Đúng rồi. Nhưng mà lỡ cỡ, như mình gọi là lỡ cỡ đó, nó đi nửa tự nhiên cái lúc mà 10 ngày trước nó không đi mà 10 tới bây giờ nó mới đi. Đấy thì lúc đấy cái lúc mà cái lá của anh tới gần tới đây, còn 7 bữa nữa sổ nhị. Còn 7 bữa nữa sổ nhị. Chặn. Ừ. Già lá. Rồi. Chặn già lá. Rồi, xong cái sổ nhị là chặn. À, sổ nhị thì lúc niên lá nó đâu có già nữa đâu, nhưng mà nó sẽ có thể lúc sau khi sổ nhị bắt buộc này, trong cái giai đoạn mà đến lúc mà nó sổ nhị á là anh phải hạ mực nước xuống, anh tưới giữ ẩm thôi. Rồi thì tại sao anh tưới giữ ẩm anh biết không? Thì nói chung là mình tưới giữ ẩm là nó chủ là mình giữ cái độ ẩm cho nó, không có cho nó đi nữa. Không cho đi nữa, không cho đi nữa. Rồi. Ừ. Rồi bây giờ em sẽ giải thích thêm một chút xíu nữa nha.